Chào các em, chúng ta lại gặp nhau ở vòng số 14 của khối lớp 7. Như vậy là qua vòng 15 là chúng ta thi vòng huyện bảng A, 16 là bảng B vùng huyện, 17 là vùng tỉnh. Như vậy chúng ta cũng đã ở bên nhau được gần cả năm rồi các em ha. Hiện tại thầy đã mở tới khóa học V63, 73, 83 và 92 rồi. V93 vẫn đang thiết kế nha. Các em nếu thích thì đăng ký để rèn luyện những cái dạng mới để thi huyện tốt hơn ha. Bây giờ ta giải vòng 14. Bài thi đầu tiên. Năm ngoái là vòng 14 rất là khó. Không biết năm nay thì sao. Y tỷ lệ nghịch với x. Y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ là âm 1/4. Như vậy là x nhân y sẽ bằng 1/4 đó các em. Từ đây suy ra là y sẽ bằng âm 1/4 chia cho x, mà x người ta cho biết rồi kìa. Vậy các em lấy là trừ 1/4 chia cho x, tức là chia cho trừ 1/16. Kết quả bằng 4 nha. Cái này thì dễ quá. Cái này thì học sinh lớp 6 làm cũng được. 3x cộng 4 sẽ bằng 20 chia 9 nó bằng 11. Vậy ta suy ra x âm. X âm thì ta nên chọn cái bài toán là 3x cộng 4 bằng âm 11. Ở 3x cộng 4 cũng có thể là bằng 11 nha. Nhưng mà đây người ta đòi x âm thôi, ta chọn âm 11 đi. Thì từ đây các em sẽ suy ra x sẽ bằng trừ 15 chia 3 là bằng trừ trừ 5 ha. Dạy cho nó nhanh. Một đoàn tàu chuyển động với vận tốc 25 mét một phút, mà chuyển động trong 8 giờ, thì 8 giờ là 8 nhân 60. 8 60 là 48, 480. 480 phút, mỗi phút 25 mét. Mỗi phút 25 m mà 480 nhân cho 25 là bằng 12.000 m. Bây giờ lại đi với vận tốc 20 m một phút thì ta lấy 12.000 chia cho 20 thôi. Không? Thì sẽ ra 600 phút. 600 phút. Mà 600 phút thì bằng 6 tiếng. Xin lỗi, 10 tiếng nhé. Chia cho 60 phút là ra 10 giờ đồng hồ ha. Vậy nếu đi với vận tốc 20 m trên phút thì ta tốn 10 giờ. Đề dễ. Rồi. Ta vẽ hình nhanh thử coi. Cho góc vuông XOY. Rồi góc vuông XOY nè, trên TOX lấy A, trên TOY lấy B, trên TOY lấy B, rồi trên tia đối của TOX bên này đi, tia đối TOX bên này đi cho nó khỏe, sao cho OM và OB. OX lấy A nè, B nè, đây là O, đây là M. Trên tia đối của tia OX như ở đây là OX nè, còn trên này là OY. OM bằng OB, lấy N thuộc tia đối của tia OY. Vậy là phải vẽ xuống dưới nữa, kiểu gì cũng phải vẽ xuống dưới. Trên tia đối này các em lấy điểm N sao cho ON bằng OA. Rồi. Như vậy là mình sẽ, người ta bắt tính gì? AB bằng 8. AB bằng 8 thì MN bằng mấy? Thì MN cũng bằng 8 thôi, các em chứng minh hai tam giác bằng nhau thôi. Ha. Chứng minh hai tam giác bằng nhau cho thầy. OA nè.
OA thì bằng ON, OB thì bằng OM, vậy hai tam giác này bằng nhau. Theo trường hợp là cạnh góc cạnh đó, góc đối đỉnh với lại hai cạnh bằng nhau. Lúc đó MN sẽ bằng AB là hai cạnh tương ứng. Vậy AB bằng bao nhiêu thì MN bằng bấy nhiêu ha? 8, dễ quá. Làm mất công vẽ hình. Tiếp tục. Cho tam giác ABC có góc A bằng 80 độ, góc C bằng 40, A góc C bằng 40. Rồi vẽ hai thi phân giác của góc B. Phân giác góc B nè. Phân giác góc C nè. Cắt nhau tại Y. Rồi. Đây là Y ha. Vẽ thi phân giác góc ngoài tại B. À, thì vẽ thi phân giác góc ngoài tại B. Góc ngoài tại B là kề bù với góc trong tại B các em nhé, nhớ nha. Đây, thi phân giác góc ngoài tại B. Cắt này. Cắt CI tại D. Đây là D. Còn đây là điểm Y. Tính góc BDC là tính góc trên này kìa. Cũng dễ thôi. Bây giờ thầy có 80 nè, thầy có 40 nè. Vậy góc còn lại sẽ là 60 ha. A bằng 80, C bằng 40. Thì lúc đó theo định lý tổng ba góc B sẽ bằng 60. B 60 á thì cái góc bên cạnh, cái góc kề bù á sẽ là 120. Mà 120 mà bị phân giác ra như vậy mỗi góc này sẽ bằng 60 nè. Ở đây sẽ là 60 ha. Còn 60 này bị phân đôi ra là sẽ thành 30. Đây 30, đây 30. Đó. Giờ cái góc mình cần tính là góc là BDC. BDC là góc này. Ok. Rồi vậy muốn tính góc này thì các em dựa vào tam giác nào? Em dựa vào tam giác D BI cho thầy nha, thầy tô màu lên cho dễ dễ thấy. Bây giờ ha, theo kiến thức ở các cái khóa học V71, V72 thì cái góc BIC các em rất dễ dàng tính được. BIC là sao? Thì chỗ này 30 rồi, còn này 40 chia đôi. Như vậy là cái góc dưới này sẽ là 20 độ nè. Phân giác mà. Đây 30, đây 20 là thành 150 rồi. À xin lỗi, là thành 50 rồi. Vậy chỗ này sẽ thành là 108 trừ đi 50 là còn 130. Góc này 130, BC bằng 130. BC bằng 130 thì góc bên cạnh sẽ là 50. Đúng không? 50. Kề bù mà. Rồi xét cái tam giác màu hồng. Góc Y này bằng 50. Rồi cái góc B màu hồng này nè là 90. Vậy chỗ này sẽ dùng định lý tổng ba góc ra, nó sẽ là 40 các em nhé. 40. Để cộng lại 1.8. Đây 50 rồi, đây 90, vậy đây phải 40 ha. BDC sẽ bằng 40 độ. Rồi. Bài này hơi khó ha. Xe thứ nhất. Xe thứ hai. Xe thứ ba. Vận tốc là A nè, B nè và C nè. Thời gian xe thứ nhất đi là 40 phút, 40 phút thay đổi thành 2 phần 3 giờ. Xe thứ hai đi hết 5 phần 9 giờ. Xe thứ ba đi hết 5 phần 8. Bây giờ theo công thức quãng đường thì quãng đường sẽ bằng vận tốc nhân thời gian. Như vậy là quãng đường xe thứ nhất là 2 phần 3 nhân A, rồi cũng bằng quãng đường xe thứ hai đi, rồi đều là A đến B mà, 5 phần 9 B rồi bằng 5 phần 8 C à. Rồi từ đây các em suy ra lộn xuống dưới, dùng tính chất tỷ lệ thức, dùng tính chất phân số lộn xuống dưới. A 2 phần 3 ở trên thì xuống dưới sẽ thành là 3 phần 2. Rồi
5 phần 9 xuống dưới sẽ thành 9 phần 5. Rồi C, 5 phần 7 xuống dưới thành, à xin lỗi, 5 phần 8 nè, 5 phần 8, 2, 3, 5, 9, 5, 8 xuống dưới là 8 phần 5. Rồi dùng tính chất giải tỷ số bằng nhau. Bây giờ các em để ý cái đề cho cái gì? Vận tốc xe thứ nhất là A đó, kém vận tốc xe thứ ba là C đó, A kém C, A kém C 3 km/h, tức là C trừ A thì sẽ bằng 3. Mà ở trên tử C trừ A thì ở dưới bắt trước là 8 phần 5 trừ cho 3 phần 2. Vậy nha, C phần C trừ A là bằng 3, còn 8 phần 5 em lấy máy tính trừ, 8 phần 5 trừ cho 3 phần 2 thì bằng 1 phần 10. À, 1 phần 10, như vậy chỗ này sẽ bằng 30. Chúng ta bắt tính vận tốc xe nào? Vận tốc xe thứ hai tức là B đó, thì các em dùng cái công thức này nè, B phần 9 phần 5, B phần 9 phần 5 là nó bằng 30. Thì từ đây các em suy ra là B sẽ bằng 30 nhân 9 phần 5 ha? 30 nhân 9 phần 5 đã ra bao nhiêu nhỉ? 9 phần 5 nhân cho 30 thì bằng 54 ha? 54. Giờ giá trị đối A bằng giá trị đối B mà nhân nhau âm, vậy hai số này là hai số đối nhau, mà hai số đối nhau thì chia nhau bằng âm 1. Bài toán tỷ lệ thuận nghịch. Bây giờ thầy có giá với lại số mét mua được sẽ là tỷ lệ nghịch với nhau, với chắc chắn luôn. Giá cao á thì mua được ít hơn, cùng một số tiền không thay đổi thì mua hoa, vải hoa nó khác với vải màu, không? Giá vải hoa mắc hơn, giá vải hoa là A đồng chẳng hạn thì giá vải màu chỉ bằng 75% A thôi, 75% của cái A đó thôi, đó là giá. Bây giờ với cùng số tiền, với cùng số tiền ta mua được 1,8 vải hoa, mét vải hoa thì mình mua được x vải màu. Bây giờ như thầy nói là giá và số mét sẽ tỷ lệ nghịch với nhau, giá càng cao thì mua được càng ít, còn giá rẻ thì mua được càng nhiều, với số tiền thay đổi mà. Vậy là tỷ lệ nghịch thì nhân nhau không đổi, A nhân 1,8 sẽ bằng 75% nhân A rồi nhân cho x đi. Đó. Giờ hai bên có A què nhau thì bỏ đi. Vậy suy ra là 1,8 sẽ bằng 75% trăm x. Từ đây các em sẽ suy ra x sẽ bằng 1,8 nhân 100 rồi chia 75 là bằng 2,4, 12/5 á. 12/5 là các em đổi ra là bằng 2,4 nha. Thử coi đúng không? Quá chuẩn luôn. Cho ba số tự nhiên. Ôi trời, toàn bài khó không trời. Cho ba số tự nhiên, ước chung lớn nhất là 12. Vậy số thứ nhất là A, số thứ hai là B, số ba là C. Số thứ nhất là A bằng 12 nhân x. Số thứ hai là B bằng 12 nhân y. C là bằng 12 nhân z. Trong đó x, y, z là những số nguyên tố cùng nhau, tức là rút gọn hết cỡ rồi. X, y, z là nguyên tố cùng nhau tương đương 1. Ba số này tỷ lệ nghịch với 4, 6, 5. 4, 6, 15. Như vậy có nghĩa là 12 x nhân 4 sẽ bằng 12 y nhân cho 6 và bằng 12 z nhân cho 10, 15. Từ đây các em suy ra 48x sẽ bằng 72y và sẽ bằng 12 nhân 15 là bằng 180. Yes. Từ đây các em dùng tính chất phân số, các em lộn nó xuống dưới 1/48. Toán tỷ lệ nghịch thầy chỉ người toán tỷ lệ thuận làm cho dễ đi ha. 1/72 bên kia là bằng z phần 1/180. Ba cái phân số này bằng nhau, giả sử thầy đặt bằng k đi. Như vậy suy ra là x sẽ bằng gì?
x sẽ bằng k nhân 1 phần 48, tức là bằng k chia cho 48. Rồi y sẽ bằng gì? Y sẽ bằng k chia 72. K chia 72. Z sẽ bằng gì? Z sẽ bằng k chia cho 180. Như vậy là giờ các em x, y, z là thuộc số tự nhiên. Như vậy k phải chia hết cho 48, 72 và 108. Như vậy k sẽ là bộ chung nhỏ nhất của ba số 48, 72 và 108. Thì các em tìm bộ chung nhỏ nhất theo kiến thức trong V71 nha. Bộ chung nhỏ nhất nè, bộ chung nhỏ nhất của 48 với 72 là 144. Rồi tiếp tục, bộ chung nhỏ nhất của 144 với 108 là bằng 720. Như vậy k bằng 720 các em nha. K bằng 720 thì số lớn nhất là số nào? Số lớn nhất thì các em cứ tính, số lớn nhất là cái số mà ứng với 4 á, là số ứng với x á. Thì nó nghịch mà, 4 phần thì nó lại lớn nhất, nghịch mà. Vậy là mình tính x á. Từ đây suy ra x sẽ bằng, x sẽ bằng 1 phần 48 nhân cho k. Đúng không? Đây nè, x phần 1 phần 48 bằng k, thì x bằng 1 phần 48 nhân k, tức là 1 phần 48 mà nhân cho 720. Cái này cái nhân thử coi. 720 chia 48 15. Vậy x bằng 15. X bằng 15 thì cái số lớn nhất là số a. Đó. Số a sẽ bằng 12 nhân 15. Là bằng bao nhiêu? 180. Nó chính là số 180 kìa. Chua hết giờ rồi. Đề khó. Cái này thì hết thời gian rồi, thầy giải nhanh luôn. Cái này trong V73 có em nhé. Như vậy là thầy sẽ có là trong trái ngoài cùng 5,5 sẽ nhỏ hơn x, x nhỏ hơn 11. Vậy có 6, 7, 8, 9, 10, 5 số. Vậy số tự nhiên nhỏ nhất là số 6. Số 6. Giờ thầy rảnh thời gian thầy sửa cái bài vừa rồi một xíu. Thôi, trong khóa học V73 thầy đã nói rồi, bây giờ thầy không có nói nữa ha. Bài tập tiếp theo. Đề khó quá. Choáng luôn, thầy làm đuối luôn mà vẫn may vừa kịp. Đập dế cái. 27 72. Các em lấy giấy caro ra các em vẽ. Hai điểm này thì không thể nào trùng nhau được. Vậy tôi thấy cái này là đúng nè. Người ta bắt chọn một đáp án đúng thì tôi thấy B không trùng Q là đúng rồi. Vậy tôi không quan tâm lắm mấy khi nữa. Một tam giác có diện tích là 6. Vẽ cái hình cho vui. Một tam giác có diện tích là 6. Thì các em biết rồi, diện tích tam giác là bằng đường cao nhân cạnh tương ứng chia đôi, đúng không? Đường cao là cái đường vuông góc với cạnh đối diện nha. Qua học kỳ 2 các em sẽ học. Giả sử đường cao là x, còn cạnh là y, để cho lắm. Cạnh dưới này là y nè, còn đường cao là x nè. Thì theo công thức tính diện tích của tam giác á, theo công thức tính diện tích tam giác thì nó sẽ bằng, diện tích nó sẽ bằng x nhân y chia đôi nhé. Này học rồi. X nhân y tất cả phần 2 là bằng diện tích. Mà diện tích đề cho rồi, diện tích là bằng 6. Đúng không? Vậy từ đây kem suy ra là x nhân y bằng 12. Vậy kem coi có công thức x nhân y bằng 12 không? Ồ không có. Không có. Ở đây nè. Nhân chéo lên là đúng á. Y nhân x bằng 12 này, tỷ lệ thức. X nhân y bằng 12 thì y bằng 12 chia x, đúng rồi. Trốn hả? Trốn hả? Sẽ trốn được. Trang web của thầy đây các em nhé. Nhớ vào đăng ký ngay khóa học V63738392 đi. Cho ba số x, y, z tỷ lệ như vậy là tỷ lệ mà không nói gì là tỷ lệ thuận y trên 5.
Dạ bằng Z trên trên 9. Vậy số x là 3 phần, số y là 5 phần, số z là 9 phần. Vậy là 3 cộng 5 cộng 9 là 17 phần. Mà tổng của chúng là 93,5. Mà tổng là 17 phần. Vậy mỗi phần là 93,5 chia 17 là bằng 5,5 nha. Bằng 5,5. Z trừ x. Z trừ x là bằng 9 phần trừ 3 phần là thành 6 phần. 6 phần mà nhân cho 5,5 mỗi phần là bằng 33. Z trừ x sẽ bằng 33. Cái này V71, V72 đủ giúp các em giải rồi. Không nói nhiều nữa. Đồ thị hàm số hình mã x là một đường thẳng đi qua góc tọa độ. Cái này lý thuyết nóng rồi. So sánh hai cái này ta có kết quả lớn bé hay bằng 2 mũ 15 nhân 2 mũ 29 sẽ bằng 2 mũ 44. Còn B là chia hai lẽ thường cùng với số giữ nguyên cơ số trừ hai số mũ 54 trừ 21. 54 trừ 21 là bằng 33. Đó. Như vậy cái nào lớn cái nào bé. Cái này các em dùng kỹ thuật V71 các em so sánh cho nhanh coi, 2 mũ 44 đem so với lại 3 mũ 33 bằng nhỏ hơn kìa, A nhỏ hơn nhiều. Còn nếu làm bằng toán học thì các em làm như thế này. Nó sẽ bằng 2 mũ 4 tất cả mũ 11. Còn ở dưới sẽ bằng 3 mũ 3 tất cả mũ 11. 3 mũ 3 là 27. Còn ở trên 2 mũ 4 là 16. 16 mũ 11 thì phải nhỏ hơn 27 mũ 11 rồi. Rồi, thêm cái đề gì nữa đây? Ta có trừ 10 trên 9 nhỏ hơn n trên 4. Mấy cái bài này ngơ ngơ coi chừng sai các em. 9 trên 8 ha. Quy đồng đi. Số giá trị nguyên âm. À chà, nguyên âm các em nhá. Số giá trị nguyên âm của n. Thôi quên cái chuyện nguyên âm này, tìm n đã tính xong. Tìm n đã tính xong. Bây giờ thầy quy đồng. 948 mẫu chung là 72. Đúng không? Vậy bên này là trừ 80 phần 72 sẽ nhỏ hơn 4, 72 chia 4 là được 18. Vậy đây là 18 nhân n, 18 nhân 4 thành 72. Rồi 9 8 9 72 9 9 81. Như vậy là từ đây các em suy ra là gì? Trừ 80 sẽ nhỏ hơn 18n và nhỏ hơn 81. Mà n là người ta đòi nguyên âm nha. N nguyên âm. Như vậy suy ra là 18 nhân n phải nhỏ hơn 0. Bây giờ thầy đem ba phe này thầy chia cho 18. Thầy đem ba phe chia cho 18. Phe nhất nhỏ hơn phe nhì nhỏ hơn phe ba, thầy lấy phe này chia cho 18. Bên này 18n là 18 nhân n chia 18 thì bằng n. Còn bên này 0 chia 18 thì cũng bằng 0 thôi. 80 chia 18 được bao nhiêu? 80 chia 18 là 4,4 trừ 4,4 sắp xỉ nhỏ hơn n nhỏ hơn không. Vậy n nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng trừ 4 nè, trừ 3 nè, trừ 2 nè, trừ 1 nè, 4 giá trị ha. Có 4 số n nguyên âm thỏa mãn cái đề cho. Suy nghĩ lại đi ha, dừng video lại suy nghĩ.
24 loại tiền. Có 24 tờ tiền. Bây giờ số tờ 20 nghìn á là A tờ đi. 50 nghìn là B tờ. 100 ngàn là C tờ, là C tờ ha. Rồi, số tiền ba loại đó bằng nhau, như vậy ta có là 20 ngàn. Trị giá mỗi loại tiền đều bằng nhau, như vậy là 20 ngàn mà nhân cho A thì bằng 50 ngàn, nhân cho B tờ và bằng 100 ngàn, nhân cho C tờ. Và đồng thời ta có tổng số tờ tiền là bằng bằng 24 tờ. Bây giờ 20.000 A bằng 50.000 B bằng 100.000 C thì các em suy ra 2A sẽ bằng 5B cho nó gọn lắm mà. Bằng 10C đi ha. Và sau đó các em lại dùng tính chất giải tỷ số bằng nhau thôi. A phần 2 lộn xuống dưới là 1 phần 2. 5 lộn xuống dưới là 1 phần 5. Hoặc là các em chia cả 3 cho bội chung nhỏ nhất cũng được nha. Ở đây có máy tính thì thầy làm kiểu này cũng được, không sao cả. 1 phần 10 cộng lại, cộng A cộng B cộng C là 24. Còn ở dưới là lấy 1 phần 2 cộng 1 phần 5 cộng 1 phần 10. 1 phần 2 nè, cộng 1 phần 5 nè, cộng cho 1 phần 10 nè, 4 phần 5. 24 chia 4 phần 5 30. Hỏi tờ 100 ngàn có mấy tờ, tức là tính C đó. Thấy không? Suy ra C, C sẽ bằng 30 nhân cho 1 phần 10. Vậy có 3 tờ kia. Tóm lại là có 3 tờ 100 nghìn, 6 tờ 50 ngàn và 15 tờ 20 ngàn. 3 tờ. Số A được chia thành 3 phần tỷ lệ nghịch. Cái này có trong V73 nha. Có trong V73 kìa. Số A được tách thành 3 phần X cộng Y cộng Z. Ráp lại là bằng A. Trong đó tỷ lệ nghịch với 352 tức là 3x bằng 5 nhân y và bằng 2 nhân z. Cứ tỷ lệ nghịch là tích không đổi. Rồi mình lại làm như nãy á. Không? X trên 1 phần 3. Trời ơi lại như thế ha. Bằng y trên 1 phần 5. Và bằng z trên 1 phần 2. 1 phần 3, 1 phần 5, 1 phần 2 cộng lại x cộng y cộng z. À, đâu có biết x cộng y cộng z đâu biết bao nhiêu. Bây giờ ta có cái gì nữa hả? Đề cho một cái ý quan trọng kìa. Tổng các bình phương của 3 phần đó, tức là x bình phương cộng y bình phương cộng z bình phương đề cho nè, thì bằng 361. Như vậy ở chỗ này thầy bình phương ba cái này lên. Ba phân số bằng nhau thì ba cái bình phương của ba phân số đó cũng bằng nhau. X bình phương trên 1 phần 9 bằng Y bình phương trên 1 phần 25 bằng Z bình phương trên 1 phần 4. Nói dùm cộng lại. Không? Nó sẽ thành 361. Ở dưới cộng kia 1 phần 9 cộng 1 phần 25 cộng cho 1 phần 4. 361 phần 900. Rồi nếu các em chia cái này xong nó sẽ ra 900. Đó. Rồi giờ người ta bắt tính gì? Tính A. Vậy mình tính X, Y, Z đã là tính xong. X bình phương sẽ bằng
x bình phương phần 1 phần 9 sẽ bằng 900, và x bình phương sẽ bằng 1 phần 9 nhân cho 900, tức là bằng 100. Từ đây suy ra x sẽ bằng 10, số tự nhiên không có số âm, x bằng 10. Tương tự các em tính y cho tôi, y sẽ bằng 1/25, y bình bằng 1/25 nhân 900, 900 nhân cho 1/25 này là bằng 36, vậy y sẽ bằng 6. Còn z bình phần 1/4 là bằng 900, vậy z bình sẽ bằng 900 nhân 1/4 là bằng 225, như vậy z sẽ bằng 15. 15 bình lên bằng 225, vậy a sẽ bằng x cộng y cộng z là 10 cộng 6 cộng cho 15 bằng 31. Đây, hai đội AB, đội A sẽ có đội A này, có thể có đội B này nè. Đội A thì làm mấy ngày xong? Đội A làm mất 64 ngày xong. Vậy mỗi ngày, cái này hơi khó hiểu nè, mỗi ngày đội A sẽ làm được bao nhiêu? 1/64 công việc. Còn đội B thì không biết bao nhiêu ngày hết. Ta gọi B làm A ngày xong đi, hay là B làm X ngày xong đi. Và ta đang cần tìm X đúng không? Như vậy mỗi ngày đội B sẽ làm 1/X, 1/X công việc. Và theo đề á, thì năng suất của đội B chỉ bằng 8/11 của đội A thôi. Tức là mỗi ngày đội B chỉ làm được bằng 8/11 của đội A thôi. Mỗi ngày đội B là 1/X này, còn đội A là 1/64, thì tỷ số này sẽ bằng 8/11. Một đứa làm 8 phần, đứa làm 11 phần. Rồi từ đây các em suy ra 1/X chia cho 1/64, tức là sẽ thành 64/X. 64/X bằng 8/11. Thì từ đây suy ra X sẽ bằng 64 nhân 11 và chia cho 8 là bằng 88. Vậy X là bằng 88, có nghĩa là đội B mất 88 ngày để làm xong. Vậy nha, câu này thì làm nhiều rồi, X là 2 phần, Y là 4 phần. Nếu các em làm lụi thì các em lấy X bằng 2, Y bằng 4 luôn, cho X bằng 2, Y bằng 4 luôn, là 2 phần 2 bằng 4 bằng 4, rồi thay vào đây tính thôi ha. Làm nó là lụi đó, mình nếu bí thời gian cái mình lụi luôn ha. 7 nhân 2 bình cộng cho 3 nhân cho 4 bình là bằng 76. Còn ở dưới là 14 nhân cho 2 bình trừ cho 3 nhân cho 4 bình là bằng 8 ha. Để lấy A, lấy kết quả chia nhau, 76 chia 8 là 19/2. Như vậy ta vừa làm lũi các em nhé. Còn làm đúng đó là các em phải là X bằng 2K, Y bằng 4K, thế vào đây, thay vào đây tính toán ha. Rồi nó cũng ra 19/2. Qua cái nick số 2 thầy sẽ giải kỹ hơn. 12 con giáp. Cho tam giác ABC cân, các em vẽ nhanh hình đi. ABC cân ở A, góc A gấp đôi góc B. Như vậy góc A là 2 phần. Góc C, A góc B là 1 phần. Góc B 1 phần thì góc C cũng 1 phần luôn. Như vậy tổng số phần là 4 phần. Tổng 3 góc ABC là 4 phần. Bằng 180, vậy lấy 180 chia 4, vậy mỗi phần 45. Vậy góc C sẽ bằng 45. Ngẫm nghĩ từng lời thầy nói là hiểu nha.
Cái này kem vẽ hình nhanh. Cho tam giác ABC. AB bằng AC, giải lại tam giác cân. D là trung điểm AB, E là trung điểm AC. Nối BE. Nối CD. Ồ, nhìn nhìn cái hình đó. Cái vẽ hình xong nhìn cái hình là thấy CD nó bằng BE rồi. Vậy BE bằng 7 thì CD cũng bằng 7. Có thể chứng minh dễ dàng thôi. Nhưng mà thôi bây giờ mình nhìn thấy nó bằng nhau thì toán viên bích thì mình đi nhanh đi. Còn toán tự luận thì mình đúng là mình phải ngồi mình chứng minh nó bằng nhau. Con mèo. Bài này có bao nhiêu số nguyên dương A trừ 1 phần A. Cái này trong V73 thì có nói được em nhé. Trừ 1 trên trên 5. Bỏ dấu trừ đi. Thì 1 trên A sẽ lớn hơn 1 trên 5. Dễ hiểu thôi đây nè. Trừ 4 là đang bé hơn trừ 3 ha. Thì em bỏ dấu trừ đi thì 4 lại lớn hơn 3. Đó. Rồi tiếp tục. 1 phần A mà lớn hơn 1 phần 5 thì nghịch đảo lên, A lại nhỏ hơn 5. Thì lấy ví dụ 4 đang lớn hơn 3, nghịch đảo lên là 1 phần 4 là nhỏ hơn 1 phần 3. Hay là thầy có 1 phần 6, thầy đang có 1 phần 6 chẳng hạn. Rõ ràng là lớn hơn 1 phần 10 đúng không? Một cái bánh chia 6 thành lớn hơn một cái bánh chia 10 thành. Đó, 1 phần 6 đang lớn hơn 1 phần 10. Cái nghịch đảo lại thì 6 phải nhỏ hơn 10. Giống như trên này thôi. Vậy A nhỏ hơn 5. A nhỏ hơn 5 mà A là số nguyên dương. Vậy A sẽ bằng 1, 2, 3, 4. Hết. Có 4 số. Một bể nước. Một bể nước thì thể tích của nó tính làm sao? Bể nước thì lấy dài nhân rộng nhân cao là 4 nhân 2,5 nhân 1,8 nhân đi 4 nhân 2,5 nhân 1,8 là bằng 18. Vậy thể tích của bể nước định xay là 18. Còn lúc xay là chiều dài 4 nhân chiều rộng là 3. Còn chiều cao thì chưa biết, gọi là x đi. Thì nhân lại vẫn thể tích không thay đổi so với dự định, tức là thể tích vẫn là 18. Và từ đây x sẽ bằng 18 chia cho 4 nhân 3, tức là 18 chia cho 12 đó. 18 chia 12 thì bằng 1,5. Vậy chiều cao mới là 1,5 các em nha. Chiều cao mới của bể nước là 1,5. X mũ 4 cộng 5 thì thấp nhất. X mũ 4 là mũ chẵn đó. Là luôn luôn lớn hơn bằng 0 này. Từ đây suy ra x mũ 4 cộng cho 5 thì luôn luôn bé nhất là bằng 5, ngoài ra lớn hơn 5. Như vậy lúc bình phương lên, cái này thấp nhất là bằng 5, thì lúc nó bình phương lên thấp nhất sẽ bằng 5 bình phương, tức là giá trị nhỏ nhất là bằng 5 bình, là 25 á các em. Cái này thì cũng dễ thôi. Cái tử là giải cách đều 1 cộng 2 cộng 3 cộng chấm chấm cộng cho tới 105. Thì trong khóa học, các khóa học trước thầy đã dạy các em rồi, là 1 cộng 2 cộng 3 cộng cho tới n thì sẽ bằng n nhân cho n cộng 1, tất cả chia đôi ha. Cái này ai cũng biết. Ở đây n là bằng 105 nè. Vậy cái này bằng 105 nhân cho 106, tất cả chia đôi. 105 nhân 106 chia 2. 5565. Rồi tiếp tục. 1 trừ 2. 1 trừ 2 cộng 3 trừ 4 cộng vân vân cộng cho tới 103 trừ 104. Thì em thấy là 1 trừ 2 là nó thành trừ 1.
tiếp cho trừ 1, rồi cứ cộng tiếp cho toàn ra trừ 1. Có bao nhiêu số trừ 1? Lấy 104 chia đôi thôi. 104 chia đôi là bằng 52, số trừ 1 xuất hiện, vậy là bằng trừ 52. Nhưng mà ở đây còn cộng với 105 lẻ nữa kìa. Cái này phải cộng với 105 lẻ loi nữa nè. Như vậy đây phải cộng với 105 nữa. Thì đây phải cộng với 105 nữa nè. Không? Âm 52 cộng cho 105 thì bằng 53. Vậy tử là bằng 5565. Mẫu là bằng 53. Thì em lấy tử chỉ mẫu thôi. Em lấy 5565. 5565 chia 53. 105. Đáp án 105. À, con heo. X với Y tỷ lệ nghịch. Như vậy x nhân y sẽ không thay đổi ha. X nhân y luôn luôn bằng x nhân y, luôn luôn bằng x nhân y, bằng luôn x 1 y 1 bằng x 2 y 2 bằng x 3 y 3 đó. Giờ x thứ nhất người ta cho bằng 2,5 thì tương ứng với nó là y bằng 6,4. Giờ lần này x thứ hai người ta cho bằng 5, còn y thứ hai thì chưa biết. Từ đây em suy ra y thôi. Y sẽ bằng 2,5 nhân 6,4 rồi đem chia cho 5 là bằng 16/5. 16/5 là bằng 3,2. 3,2. Cho một tam giác. Cho một tam giác có ba cạnh ABC tỷ lệ với 6, 8, 11. Có nghĩa là A trên 6 bằng B trên 8 và bằng C trên 11. Ba cái này bằng nhau không biết bằng bao nhiêu thì đặt đại bằng x đi. X. Từ đây các em sẽ bằng 1 phần á. Vậy A sẽ bằng 6 phần, 6x ha. B sẽ bằng 8 phần và C sẽ bằng 11 phần. Giờ theo đề là 2B bình bằng C bình cộng 28 thì suy ra gì? 2 nhân b bình tức là 2 nhân cho 8x bình bằng c bình. C bình là 11x tất cả bình, rồi cộng cho 28. Rồi như vậy nó bằng 2 nhân 8 bình nhưng x bình, 8 bình là 64, còn x bình là x bình. Lũy thừa của một tích thì bằng tích các lũy thừa. 11x tất cả bình thì bằng 11 bình là 121. Nhân cho x bình cộng 28 để đó đợi. 2 nhân 64. 2 nhân 64 là bằng 128 x bình. Trừ 121 x bình. 28 thì vẫn để bên kia. 128 trừ 121 thì bằng 7. Dùng tính chất phân phối, 7x bình bằng 28. Vậy từ đây x bình sẽ bằng 28 chia 7 là bằng 4. Bằng 4 nha. X bình bằng 4 thì suy ra x sẽ bằng 2. Vậy x sẽ bằng 2 kìa. X bằng 2 thì các trò suy ra là A nó bằng 6 x 2 nè, là bằng 12. B thì bằng 8 x 2 là bằng 16. C thì bằng 11 x 2 là bằng 22. Không. Cộng lại 6 cộng 8 cộng 11 tất cả nhân đôi bằng 50 kìa. Chu vi là 50. À. Chu vi là 50. Bài này thì dễ rồi. Hai cái này, hai lũy thừa nó giống nhau phần số mũ vậy, mình gộp lại. Trừ 3 phần 4 chia cho 7 phần 4
tất cả mũi x là bằng 9 phần 49 là thay đổi thành là 3 phần 7 tất cả bình đi. Như vậy ở trong mặt này nó sẽ đổi thành là trừ 3 phần 7 tất cả mũ x bằng bên kia 3 phần 7 mũ 2. Đó. 3 phần 7 mũ 2. 3 phần 7 mũ 2 thì thầy ghi trừ 3 phần 7 tất cả mũ 2 nó cũng sao cả. Mũ chẵn mà dấu trừ mũ chẵn cũng thành dấu dương thôi. Vậy x sẽ bằng 2 đó các em. Câu cuối cùng. Con gà trốn mà. Tìm số nguyên dương B. B là thuộc Z ha. Z cộng á. Nghịch đảo của nó lớn hơn 1 phần 2. Nghịch đảo của B là 1 phần B. Lớn hơn 1 phần 2. 1 phần B lớn 1 phần 2 thì nghịch đảo lại thì B là nhỏ hơn 2. B là số nguyên dương mà nhỏ hơn 2. Vậy B chỉ có số 1 thôi. Chỉ có số 1 là số nguyên dương nhỏ hơn 2. B bằng 1. Rồi, các em nhớ trang web của thầy nè. Nhá. Vào đăng ký ngay các khóa học. Bảng A bảng B gì chả sợ. Luyện theo giáo trình của thầy là các em sẽ đạt kết quả tốt thôi. Ít nhất là 80% cái đề các em làm tốt à. Rồi, hẹn gặp lại ở nick số 2 các em nhé. Bye bye.